Sao ấy? Sao em chóng mặt vừa nãy em? Hả? Mai! Ai? Ngồi dậy ra này. À, em gọi đây. Làm sao ấy? Làm sao? Đừng có chê chóng mặt. Hả? Đỡ hơn chưa? Anh đến lâu vậy? Anh đến một lúc rồi. Em vừa nãy em tự nhiên cái chóng mặt thế là tiết đi. Sao vậy? Anh ơi, em tưởng ấy mà. Anh kỹ sư đâu nhỉ? Em còn nhắc cái ông ấy làm gì á? Em tưởng anh lúc anh ở đây mà. Anh đuổi về rồi. Sao anh đuổi về anh ấy về? Em biết ông ấy làm gì em không? Không, tự nhiên lúc đấy xong rồi em ngất đi, em chả biết gì cả. Sao tự nhiên lại ngất? Em chỉ nhớ cái lúc đấy anh đấy ngồi, em với anh đấy ngồi uống nước anh ạ. Xong tự nhiên là lịm đi rồi em không nhớ gì nữa. Anh cũng nước ngoài kia đấy gì? Vâng. Thì anh ấy đến anh mua nước trà chanh cho em. Thế xong không nhớ gì nữa? Anh nghĩ là trong hai không nơi này có thuốc mê đấy. Anh thì sao thế được? Không như thế, lúc anh vào đây anh thấy đang cởi hút áo của em ra này. Ồ, thế á? May đến kịp ấy. May đấy, không, anh không đến kịp thời thì mới chuyện gì xảy ra đấy. Vâng, em thì cũng không nghĩ là anh ấy làm như thế đâu. Thằng đợi ông đấy là ông để hố ấy, ngay tránh xa ông ấy ra nhé. Ngày lên đây đuổi nó về biết chưa? Vâng. Nếu mà anh ấy làm như thật thì nếu mà anh ấy cho thuốc và cốc nước như thế thì cũng không được đâu anh ạ. Ừ. Muốn hãm hại em đấy. Em tin tưởng anh ấy làm như thế thì... Em dễ tin người thế. Lần sau lên đuổi đi nhá. Đuổi về anh không cho em quan hệ giao lưu với ông đấy đâu. Nhìn mặt ông đấy anh thấy đó là không phải là người tốt rồi. Vâng. May mà anh đến kịp thời ấy. Thì sao lúc đấy anh lại quay lại? Anh quên điện thoại, anh đi ngang đường, anh quên điện thoại, anh quay lại. À. Em thấy điện thoại anh đây không? Thế lúc đấy em cũng định bảo là cầm điện thoại lên cho anh thì gặp anh kỹ sư xuống. Thì lúc đấy em bảo là thôi để ra một nói chuyện với anh kỹ sư thì xong rồi em đi sau. Thì cuối cùng lại như thế. May đấy. Thế giờ người thấy trong người thế nào? Em cũng đỡ hơn tí thôi. Ừ. Chắc là cũng hết thuốc nó tỉnh hơn sao. Người này đề phòng nhá, không phải ai mình tin tưởng đâu. Vâng. Nguy hiểm quá. May có anh lên kịp thời không? Vâng, chắc anh ấy chưa làm gì em đâu. Chưa kịp làm gì? Vâng. Để làm gì nữa thì có mà. May chưa kịp làm gì, không nói làm gì. À đây anh ơi, điện thoại của anh đây. Ừ, anh xin. Vâng. Thế ngồi đây để anh ra, anh để cho công nước uống cho nó đỡ nhé. Vâng. Ừ. Mày thế, anh ấy chưa làm gì. Sao mà cảnh giác vậy?
Mình không nghĩ anh lại làm như thế. Đây, uống đi. Gì? Uống đỡ. Đỡ mày lên chưa? Em đỡ rồi mà. Thế là sau cảnh giác nhé. Không phải ai cũng tin tưởng thế đâu. Vâng. Tin tưởng anh với Thái thôi. Anh biết đâu một ngày anh lại lừa dối em sao? Hả? Biết đâu anh lại lừa dối em sao? Anh không là lừa dối em, chỉ sợ em lừa dối anh thôi. Hả? Em có lừa dối anh không? Không. Thật không? Nếu nhá. Đây, nước. Thôi em uống rồi. Uống nước nữa cho tỉnh. Thôi em uống anh, em uống đi. Sao? Thôi em nói rồi, em uống rồi. Anh sao anh bỏ thuốc mê đây à? Em không. Hả? Anh bỏ thuốc mê đi em sao? Sợ không? Em không, em tin tưởng anh mà. Cho anh bỏ thuốc mê đây nhé. Không. Hả? Em nghĩ anh không làm thế đâu. Đi ra ngoài ghế ngồi cho anh Thoá. Vâng, đi. Vâng, đi anh. Có đi được không để anh dìu? Em đi được anh. Hả? Nhắc tính luôn rồi. Ông kỹ sư đấy, ông ngoại có lúc ông kỹ sư ấy xuống. Vâng. Cho anh đuổi về. Mặt, thấy mặt nó sợ sợ. Nó đi một mạch thẳng về luôn, nó không nói gì. Chắc nó có ý đồ từ trước rồi. Cái này em phải hết sức cẩn thận đấy. Anh đang nghi, cảnh sát đang nghi là vụ bắt cóc này có liên quan đến ông đấy, với Tuyền đấy, cảnh sát đang điều tra đấy. Vâng. Nhưng hết sức phải cẩn thận. Thành phần này không đùa đâu. Vâng, thì em sẽ ấy cẩn thận hơn. Em con gái đừng có nhẹ dạ cả tin, biết chưa? Có gì phải báo anh ngay, biết chưa? Thế lý do tại sao anh mua điện thoại cho em? Nếu có gì thì điện cho anh nhé. Vâng. Thế nay có định đi làm gì không? Em cũng định đi là đi dầu khoai anh ạ. Đỡ chưa? Em cũng đỡ hơn rồi. Đâu thấy mệt không? Không anh ạ. Nó cũng chóng mặt lúc đầu vừa nãy thôi, giờ em cũng đỡ hơn rồi. Thuốc đấy đang có thuốc hết thuốc là tỉnh. Vâng. Alo. Ừ đúng rồi. Ừ anh chờ tôi lâu chưa nhỉ? Rồi. Tôi đang có chút việc ấy, giờ tôi quay qua luôn nhé. Vâng. Tầm 10-15 phút nữa tôi có mặt đấy. Rồi ok anh. Ok anh nhé. Ai điện đấy? Khách hàng anh điện. Thế anh bạn anh cứ về đi. Nhưng mà em đỡ chưa? Em đỡ hơn rồi. Thế giờ đi rủ khoai à? Vâng. Anh đưa đi đến lên đấy xong anh về chỗ kia được. Thôi em rủ cũng gần đây thôi, anh cứ về đi. Về đi công việc của anh đi xong rồi anh rảnh anh lên chơi với em được. Thế nhá, thế cẩn thận nhá. Vâng. Nếu không đưa đi. Thôi không cần đâu anh, em tự đi được tại vì cũng gần đây mà. Anh đang có dự án này cũng quan trọng quá nhưng mà không thì không bỏ lỡ được. Vâng, thế anh cứ đi, xong rồi gì nhà, xong công việc anh về lên chơi với em được. Ừ, nhá. Thế đi cẩn thận nhá. Vâng. Thế chúc anh xong công việc anh lên. Vâng. Ừ. Có gì điện cho anh nhá. Vâng, nhưng đỡ chưa hay thôi ở nhà nghỉ đi, không phải đi nữa cũng được. Thôi em cũng đỡ hơn rồi. Mệt thì em không đi, tại em tự biết sức khỏe mình như nào mà. Mình lo lắm. Thôi anh cứ đi về đi. Ừ. Thế nhá, thế có gì alo anh nhá. Cho anh lên. Vâng. Anh về anh giải quyết tí, cho anh lên. Xong đi cẩn thận nhé. Vâng. Anh về cho anh lên. Vâng, thế anh về đi. Ừ, nhé. Anh về đi. Ừ. Anh về nhé. Vâng, anh về đi. Ừ. Đi cẩn thận nhé, có gì alo anh nhé. Vâng. Anh về nhé. Ừ.
Ôi, hành bán nào đấy? Ôi. Bà bát cho quả dừa cho bác cảnh. Thank you.
Ơi, đi làm việc. Không, chưa về. Alo. Alo. À. Em đang ở đâu ấy? Anh đang đi chợ về à? Ừ, anh đang trên nhà em đây nhưng mà không thấy em ở nhà. Đang về rồi à? Rồi. Ừ. Nhiều đình quá, nguy hiểm quá. Thank you.
nó về à? Vâng, anh em đi đấy. Chào giám đinh em ơi, chào giám đinh em. Anh ở cho em củi. Anh đến chịu khó thế, đi đây ngồi nghỉ anh. Thôi là để anh ấy nốt cho cái củi ấy. Vâng. Anh ơi, anh uống nước đi. Cái gì? Cẩn thận thế. Vâng. Hả? Chắc em đóng cửa anh không mở cửa được, uống nước hả? Ừ. Thế anh làm với em nhé, để em và em nấu gì ăn nhé. Nấu gì đó? Em nấu khoai nhé. Ừ, cẩn thận giám đinh nhé. Vâng. Nhiều đinh lắm ấy. Là nấu gì em ạ? Em đang ăn, anh được ăn món khoai hấp chưa? Có xóm bếp anh xóm cho? Có ạ, xong anh xóm em cái nhá. Anh có biết ăn cái món mà khoai hấp chấm muối lạc chưa? Thì chưa. Thế à? Ừ. Ở trên này bọn em hay ăn lắm. Hay làm cái món đấy anh. Ngon. Ngon, anh cứ thử ăn đi. Thank you.
May quá có anh hay lên lấy củi cho em, không sợ mưa anh ạ. Ờ. Không có củi, đang hết. Bếp này làm cao quá đó. Cao hả anh? Ừ. Bắt đầu cứ nghĩ cao để nó thoáng anh ạ. Nhưng mà làm đồ như thế cũng hơi cao. Chín rồi. Từ từ đã. Cái gì? Chín chưa? Ừ. Chín rồi ạ, bảo lắm. Ừ, quả ăn ngon. Giờ làm gì nữa? Ta? Giờ làm gì nữa? Đưa em sang Hy Lạp. Đây để anh Giang. Ý, bạn nóng quá anh ơi. Nhớ gọi em mà. Bỏng quá. Đây, anh tượng em ở đấy nhá. Răng làng để làm gì không em? Để cái lên dáng đấy lại nhá. Một chấm khoai nó. Bán được khoai không anh? Em có anh ạ. Tháng đi làm nguyên à? Vâng. Chứ là thích Huyền sao dạo này hay xuống chỗ Huyền lắm. Ừ. Để kệ nó. Vâng. Cháy to là cháy á. Không sợ đâu. Được rồi. Đấy bạn. Yeah. Ê, chín chưa? Chín không? Đây, đổ đây nhé. Đổ đây à? Xong chưa em? Xong rồi anh ạ.
lắm anh ạ. Ừ. Chín giờ nhé. Chấm này. Vâng. Đậu bỏng nhé. Khoai bỏng lắm. Gì bỏ thế nhỉ? Bỏng, khoai này bỏng lắm nhỉ. Anh ăn đi nhá. Ăn đi. Bỏng không? Ừ, đúng rồi. Anh phải chấm nhiều vào mới ngon. Sao em lại nghĩ ra món này? Hồi trước bọn em không có ấy. Ừ. Em toàn phải lên rừng ăn sắn khoai 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 rừng ấy. Ăn nhờ vào nhá. Ăn đi. Bẩn gì? Bẩn. Cái khoai này như xương ngon lắm anh ạ. Ừ. Này Thái, con Thái ít, con có bên nó ăn. Vâng. Để lấy bánh gắp phần Thái ít. Vâng. Gắp Thái. Gắp Thái. Vâng. À, anh ơi, thế dạo này bác có khỏe không anh? Hôm nay vẫn khỏe. Rồi, lâu lắm em không xuống. Ừ, hôm nay rỗi xuống đây chơi á. Vâng. Nó sợ mẹ anh ạ? Em cũng không bình thường rồi. Ừ. Hay là mình kết hôn nha. Thôi nhở, em vẫn sợ mẹ anh không đồng ý đâu. Sợ gì? Em sợ bác không đồng ý. Với lại chuyện, nhiều chuyện xảy ra bác chắc không chấp nhận em đâu. Nên mình cứ từ từ anh ạ. Anh có cách rồi. Cái gì anh? Hả? Cái gì ạ? Cái gì anh? Hay bây giờ ấy, em có thai không rồi? Em có thai chắc mẹ anh đồng ý ấy. Không biết rồi, em cái đấy thì sợ bác lại nghĩ thai được của người khác ấy. Nghĩ gì? Em thì sợ bác lại nghĩ thế luôn. Vì từ trước nay bác có đồng ý cho em với anh đến với nhau đâu. Thế cứ mình cứ làm cho có thai cái xong mẹ nó đồng ý. Chuyện đấy là cũng chuyện to ấy, nhưng thôi mình cứ từ từ đã. Hả? Mình cứ từ từ đã. Tí vào ông kia nhá. Mấy tháng không nhà. Hả? Thôi anh. Thôi gì? Thế để em dọn nhé. Ừ, cái này để cất phân nước Thái. Không, các bạn kia để phân nước Thái anh ạ. Xong chưa? Xong rồi. Hả? Xong rồi. Thôi anh. Hả? Thôi gì? Chứ Thái về rồi à? Thái lâu nó về. Thôi, em đi vào đâu? Chị đi vào tâm sự. Thôi. Đi. Thôi. Đi. Vâng.
cô ngủ nhé. Dạ. Thank you.
thích nấu canh đấy. Ôm xưa mà lắm kỳ đấy. Thank you.
pha dít thế nhỉ? Hả? Con áp ấy. Đây là phải xanh nước hay nào? Ha 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 ha
giòn đi. Thank you.
ngon mà. Hãy subscribe cho kênh Tuan and Hoa để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi rồi. Đây cây tắm rẻ đây này.
bẩy nè. Bẩy nhé. Đứng bữa đi. Chặt nữa. Chặt nó hết cái cật đi. Bữa bữa xuống để chị chặt này. Ví nó xuống. Con gái thằng em tao, con ông cậu ấy, con cậu ấy là nó làm thế là bán cho nhà nó mới lại đây này, hai đống củi ở đây thì cháu
xe này bẩn lắm. Đấy, cho ông đi. Cái này kiểu như là nó khô ấy nhỉ. Nó không còn trắng trắng nữa. Ừ. Nó khô, nó bẩn. Không tươi. Sao cái này như kiểu nó đang nó khô ấy. Nó khô, nó bán nhiều lắm. Cái này sắp chết đấy.
Ê, chặt hết. Ê, vườn hết. Sao là thơm ấy. Bỏ lên ra bắn. Ngon nhỉ? Thôi ông ơi. Nóng ạ. Thơm nhỉ. Ngậm nếm. Ăn cái giò này mới ngon này. Nó nóng. Thổi đi. Rồng chứ kìa. Bây giờ con rút cuốc con vặt lấy củ xong con lại ụp xuống đấy. Đây hôm nay hôm nọ bọn ấy nó bán ở ở chạy cá ha. Cá không được tiếp xúc với nhiều người. Vâng. Bệnh cái đéo nào thế. Vào 2 tháng rồi. Lại bốc. Bốc cả sang bên vườn sắn kia ta rồng. Rồng lại 2 luống sang bên ấy. Con gái mua cho mấy con gà khác bung. Hôm nay nó lại là bung chim. Ê. Nó bao nhiêu là nó bỏ. Ăn được con mua cho chục con gà bất tử. Nó ở trên chị chị. Vâng. Mày định đi chợ quốc sớm ra nó sao thế rồi chúng quân định là mai mới vào thế nhưng mà biết là thế nào lấy những cái chỉ đẹp chúng quân mình ăn không có phải mình không có ăn chỉ đẹp đâu xin cho con đây mới chỉ có thể có một cái mà để cho những cái mà đây mới còn thêm hai mấy cái cái này quá rẻ đồ. Mấy đống to rồi. Hả?
Nếu thịt trắng của tao thì nó mua thành 4-5 cân này nó để xử. Nó đã bảo là không vặt được. Thank you.
chết cho thằng mình nào cháu ra cho ta thật. Anh bán nhỉ? Nào bán. Đây nó gọi là bột vậy. Bà mua hết chỗ này chỉ bán 5 người. Bột bà. Bột kiểu ngày xưa gặm sống. Đang bảo mình.
đi về đi chợ về được. Ừ. Bà nấu rồi chứ. Để tay trong gian cơm nhé. Nóng không? Còn nóng không? Không, cầm lấy xuống ăn. Ăn đi. Đây nhá. Bố này lúc tí lại khỏi. Có ăn được không? Thôi. Để chị dọn. Đi vào giường nằm đi. Nó một chút chín hẳn đấy.
Được rồi. Được rồi. Tiếp gì kéo Thái. Thái đợi chị nhé. Đợi nhá. Thank you.
Vâng.
Không nóng. Ừ, nóng bảo chị nhé. Không nóng. Nóng đấy. Ok. Ấm. Ấm hơn. Hơn đầu là ấm. Thank you.